Xin chào các em, chào mừng các em đến với kênh của chị. Hôm nay chị và các em sẽ cùng vẽ một bức tranh về đêm trăng trên biển các em nhé. Trước khi bắt đầu vẽ tranh, chúng mình nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho chị nhé. Trước tiên chúng mình chuẩn bị cho chị một tờ giấy A4, một cái bút chì, một cục tẩy và một ít màu sắc dầu. Các em nhớ chúng mình sử dụng màu sắc dầu các em nhé. Có nhiều bạn hỏi chị chúng mình sẽ sử dụng màu gì, màu sắc thường có được không? Màu sắc thường, màu sắc cứng thì chúng mình khi mà chúng mình di tạo độ đậm nhạt thì nó sẽ rất chi là khó. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng rồi thì chúng mình bắt tay vào vẽ bài thôi. Chúng mình sẽ chuyển độ đậm nhạt từ trên xuống dưới, từ đậm xuống nhạt. Khi mà chúng mình tô như thế này, chúng mình cũng không cần phải tô kín đâu, chỉ cần các bạn tô bằng màu sắc dầu là được rồi. Và sau khi tô xong rồi, kín giấy rồi thì chúng mình sẽ dùng giấy ăn hoặc là cái khẩu trang y tế dùng một lần ý. Các bạn sẽ di đều cho chị nhé. Các em cứ làm các bước như chị hướng dẫn, chắc chắn rằng các em sẽ vẽ được những bức tranh rất chi là đẹp và đúng ý của mình. Chị chúc tất cả các em đều vẽ được những bức tranh thật đẹp các em nhé. Có gì thắc mắc hoặc chưa hiểu các em có thể bình luận ở bên dưới. Chị có thời gian chị sẽ xem bình luận và trả lời bình luận của các em. Chúc các em vẽ được những bức tranh đẹp.